Mercedes C180 sản xuất 2020, ô đô chỉ mới có 26.000 cây thôi và hiện tại đây đang quang chào bán với mức giá chỉ hơn 900 thôi. Chỉ với khoảng 340 triệu thôi là quý anh chị đã có thể mang được em xe này về với gia đình của mình. Thì bằng cách nào? Máy 0.5 turbo nhìn rất là bề thế, 7.7 lít cho 100 cây đủ hộp thôi, khá là ít quý anh chị ạ. Tuy là bản tiêu chuẩn nhất ở trong dòng xe class nhưng mà vẫn sẽ có những cái thanh hấp thụ lực nào quý anh chị. Rất là dày ha, rất là xịn, nhìn cái xương sậu của xe thì rất là an toàn luôn. Cũng không có thua gì C200 đâu quý anh chị. Đó, chỉ là cắt bớt đi một số tính năng nho nhỏ thôi. Rồi ở đây chúng ta sẽ có Dynamic ha, ngoài sẽ bấm thử cho quý anh chị xem. Đây nó sẽ hiện trên đây. Chúng ta sẽ có 5 cái Eco nè, Comfort nè, Sport nè, Sport cộng nè và Individual. Là cái này là mình tự chỉnh ha. Có Apple CarPlay, Android Auto nha. Đó, màn hình còn siêu nhìn đẹp quá, đã quá. Về phần tắp bi của chúng ta đây quý anh chị, quý chị nhìn thấy tắp bi nè là cũng được sử dụng những cái vật liệu cao cấp chứ bộ, chứ không phải là vật liệu bình thường đâu. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của em Quang. Và hôm nay em Quang lại tiếp tục mang tới cho quý anh chị một vài em xe. Nhưng mà chắc là nội dung chính của chúng ta là hôm nay là em này, một em Mercedes C180. Em Quang thì chỉ mua bán tất cả các dòng loại xe lướt đã qua sử dụng, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin. Đó, thì nội dung chính em Quang sẽ quay em Mercedes C180 đó ha, Mercedes mà giá chưa tới 1 tỷ luôn quý anh chị, rất là rẻ nha. Rồi, hiện tại vừa mới về được một em VinFast Fadil bản base ở 2022 luôn. Rất là đã ha, không còn gì phải bàn cãi rồi. Với lại bên đây cũng vừa mới về được một em đây, một em xe bên đây. Peugeot 3008 thì những cái xe này em Quang sẽ ráng sớm cập nhật quay cho quý anh chị xem. Đây, Peugeot 3008 GT Line. Quý anh chị nào mà đang xem video này mà thấy những cái xe này mà quan tâm những cái xe này cứ liên hệ cho em Quang ha. Em Quang sẽ gửi full thông tin cho quý anh chị với số điện thoại là 0833088882. Đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi tới em xe ngày hôm nay. Này quý anh chị à, quý anh chị rất là đẹp. Mercedes. Đây, qua bên đây đứng đi cho nó đúng góc. Mercedes C180 sản xuất 2020, ô đô chỉ mới có 26.000 cây thôi và hiện tại đây đang quang chào bán với mức giá chỉ hơn 900 thôi, 918 triệu nha. Và chỉ với khoảng lanh quanh 300 triệu thôi là quý vị đã có thể mang được em xe này về với gia đình của mình để ăn Tết 2024 này ha. Thì bằng cách nào, mời quý vị cùng xem video này với em Quang nha. Chúng ta cùng đi thôi, let's go. Ok, trước mắt quý anh chị đây là em Mercedes C180. Đây là nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay, sản xuất 2020, sorry quý anh chị, sản xuất 2020, ô đô 26.000 cây. Em này thì hiện tại đây được em Quang chào bán với mức giá chỉ có 918 triệu thôi, độc giá luôn cho quý anh chị ha. Nhưng mà lúc nãy Quang có nói với quý anh chị là chỉ khoảng lanh quanh 300 triệu thôi là có thể mang được em xe này về với gia đình của mình. Thì bằng cách nào, quý anh chị xem tới cuối video em Quang sẽ bật mí cách cho quý anh chị ha. Đây, xe được sở hữu nước sơn màu đỏ còn khá là đẹp luôn quý anh chị à. C180 thì đây là một trong những dòng xe, nếu mà để nói về sang thì giá xe sang giá rẻ thì đây cũng là một trong những em xe rất là đáng để sở hữu ha. Nhưng mà có điều cái là đây là C180 thì đây là một trong những em xe mà tuy là mang logo mệt nhưng mà công nghệ bên trong thì cũng hơi ít, không có nhiều đâu quý anh chị. Đó, thì là mẫu xe này quý anh chị nào mà ok giá rẻ mà được một cái logo xe mệt đây, ở xe sang để mình gặp đối tác hay là mình đi quay TikTok đồ này nọ thì đây là một trong những em xe rất là hợp lý nha. Đó, màu biết đồ đi mỗi ngày rất là ok. Đó, rất là đã. Rồi, ok thì xe thì Quang sẽ cam kết bằng văn bản cho quý anh chị là không có tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin. Bảo hành đầy đủ hết cho quý anh chị ha. Lên tới em này là 2022 bảo hành cho quý anh chị là lên tới 12 tháng 20.000 cây. Mặc dù là xe vẫn còn bảo hành hãng nha quý anh chị. Rồi thì chúng ta cùng đi một vòng để xem xe này và chiêm ngưỡng em xe này nha quý anh chị ha. Chúng ta cùng đi thôi. Đầu tiên quý chị có thể nhìn thấy mặt ga lăng của chúng ta đây. Đó, rất là đẹp. Mặt ga lăng thì cái logo không còn phải là logo cầm in cơm nữa ha. Logo cầm in cơm thì sẽ rất là dễ tháo. Nhưng mà cái đó thì nhìn nó 3D hơn. Nhìn nó kiểu không biết phải nói như thế nào á. Nhưng mà cái mặt là cái logo này cũng rất là đẹp quý anh chị, không có đến nỗi xấu đâu. Qua tới đây chúng ta sẽ có một bộ đèn LED high performance. Đó, rất là đẹp ha. Không còn gì phải bàn cãi. Đây quý anh chị, 2020. Rồi có cả cảm biến trước, chắc chắn là sẽ có cảm biến sau nè. Xe rất là đẹp rồi, nguyên cái phần đầu. Xe này thì nước sơn zin còn khá là đẹp ha, hơn 98-99% nước sơn zin. 3 đợt sóc thì liền lạc hết là quý anh chị, cho quý anh chị xem. Mâm đây, mâm C180 thì em quay cũng không có giấu gì quý anh chị nhìn đó. Nếu mà để so với C200, C những cái dòng cao hơn thì mâm này nó làm không có đẹp quý anh chị à. Tự nhiên nó làm cái phần màu đen đen nhô ra, thà bỏ luôn cái phần đen đó luôn quý anh chị, để đúng cái mâm thôi thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà đây chắc cũng là một trong những cái điểm mà để cho em xe này, khi mà người ta nhìn cái em xe này người ta sẽ khoái C200 hơn và người ta sẽ mua C200. Giống như đây là cái đoạn 7 mà để cho quý để người ta mua những cái dòng cao hơn chứ người ta không mua C180, kiểu như giống vậy thôi. Thì đây cũng là một trong những cách thức bán hàng của hãng mẹ, theo như em Quang suy luận của em Quang là như thế vậy. Như vậy còn của anh em như thế nào thì để lại phần bình luận cho em Quang. Rồi nãy giờ quý chị cũng có thể nhìn thấy cái mâm thì khá là đẹp, đi kèm với đó là lớp Bridgestone. Thông số kích thước lớp thì là 225/50R17 nha. Đó, rất là đã. Xe thì bên dưới nắp cabo gập gân này chúng ta sẽ sở hữu một có động cơ 1.5 turbo. Nó không phải là 2 chấm nha, 1.5 turbo thôi, chạy cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu quý anh chị. Để cho quý anh chị có thể đi hàng ngày mà. Đó, xe này thì để mình đi hàng ngày, bào hàng ngày rất là ok. Đây đăng kiểm thì tới tháng 7 2024. Đó, còn một năm nữa, còn chưa tới một năm, khoảng 7 tháng nữa. Đó. Xe gương gập chỉnh điện luôn, có tích hợp xi nhan báo rẽ nè, có viền chrome nè, có dán phim cách nhiệt nè. Đó, tay nắm cửa đồ đầy đủ, rất là đẹp nha quý anh chị, không còn gì phải bàn cãi rồi. Nói chung là mang một cái logo mệt trên người mình, mang một cái phong dáng của một em mệt thì không còn gì phải bàn cãi, rất là đẹp. Đó, xe rất là đẹp ha. Đây quý anh chị, đó, 3 đờ sóc sau liền lạc hết nha quý anh chị. Đây, cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ hết luôn. Em xe này không còn gì phải bàn cãi rồi. Đấy. Đây cớp nè, bây giờ mình sẽ mở cớp cho quý anh chị xem, nhưng mà trước khi xem cớp mình sẽ xem lại cái đèn ha. Đèn đây, đèn hậu đây khá là đẹp. Cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ hết, camera lùi sẽ nằm phía dưới đây. À, ở đâu rồi? Đâu quay nhớ nó, à đây, nó sẽ thụt ra nha quý anh chị. Khi mà mình mà bấm vào camera rồi thì nó sẽ lùi cái này ra ha. À, nó sẽ mở cái đó ra, khá là đẹp luôn. Rồi, em quay vừa mới mở cớp ha. Cớp thì nó có một cái lò xo kéo rất là mạnh, khi mà mình mở ra lấy mình cúp điện nha quý anh chị, nó sẽ tự mở lên luôn. Đó, nhưng mà khi mà mình kéo xuống thì mình phải kéo bằng tay nha. Bên dưới này một cái khoang cớp khá là to và bự. Đấy. Cớp này thì sẽ không có bánh sơ cua, không có đồ nghề, chỉ có những cái hộp đồ của hãng mẹt thôi. Đấy, bởi vì xe này được sử dụng lớp là lớp ring flash nên là sẽ không có lớp sơ cua, không có đồ nghề. Đó, C180 đây cho quý anh chị xem. Tuy là nghe nói là C180 công nghệ ít vậy thôi chứ, nhưng mà khi mà mình vào bên trong thì cũng rất là đủ, không bị cắt bớt đi nha quý anh chị, không bị cắt nhiều ha. Đó, xe cũng rất là đẹp đây, lipo đồ này nọ khá là đẹp. Đó, cho quý anh chị xem. Đây, rất là đẹp, không còn gì phải bàn cãi rồi. Rồi bây giờ Quang sẽ mời quý anh chị cùng vào bên trong khoang nội thất ha. Đây, bộ phụ kiện, ánh sáng của em Quang, đó, rất là sáng. Về phần tắp bi của chúng ta đây quý anh chị, quý chị nhìn thấy tắp bi nè, là cũng được sử dụng những cái vật liệu cao cấp chứ bộ, chứ không phải là vật liệu bình thường đâu. Nó rất là đã, sờ rất là ok. Cũng có 4 kính nâng hạ ô tô ha. Đây Quang bấm thì thấy 4 kính nâng hạ ô tô nè, chỉ là không có loa boom master thôi. Đó. Rồi ghế da cũng khá là đẹp, với những cái lỗ thoáng khí đây quý anh chị, rất là đẹp ha. Đó, ok bộ, 6 túi khí quanh xe mà. Đó, đã lắm. Cũng có cả cửa gió đây. Đó, cửa gió làm cũng rất là tỉ mỉ ha, hãng mẹt mà, thì không còn gì phải bàn cãi rồi. Nội thất đồ này nọ ta làm rất là tỉ mỉ. Xe hình như những đồng cầu sao đúng không? Em thấy có một cái bục này. Đó, thì quý anh chị nào biết cho em xin một phần bình luận ha. Rồi ok, đầy đủ hết, xe thì khá là đẹp rồi. Đó, cho quý anh chị xem ghế da nè, rất là đẹp. Rồi bây giờ Quang sẽ cho quý anh chị xem trên khoang ghế tài nha. Rồi trước khi xem ghế tài cho quý anh chị xem là mức độ tiêu hao nhiên liệu nè, 7.7 lít cho 100 cây đủ hộp thôi, khá là ít quý anh chị ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên đây. Đầu tiên khi mà mình mở cửa ra thì cái xe này nhìn cũng không có thua gì C200 đâu quý anh chị. Đó, chỉ là cắt bớt đi một số tính năng nho nhỏ thôi. Ở đây chúng ta cũng sẽ có ghế chỉnh điện đây, ghế tài ghế phụ chỉnh điện nha. Đó, ghế tài ghế phụ chỉnh điện nè. Đấy, đầy đủ hết luôn. Bơm lưng thì sẽ nằm ở dưới đây. Đó, y chang như của mẹt những cái dòng cao luôn. Rồi 4 kính nâng hạ ô tô thì bấm là đang thấy là nó có 2 nấc nè. Nhưng mà không biết khi mà bấm vào thì có phải là nó auto hay không, hay là nó chỉ có auto bên tài thôi. Đấy, thì chứ nó mình vào bên trong mình sẽ trải nghiệm thử. Đây cho quý anh chị xem ghế tài đây. Đó, rất là đẹp ha, không một vết nhăn luôn. Đó, ô đô mới 26.000 cây thôi Và đặc biệt nha, cái phần này chúng ta cũng có thể kéo ra kéo vô bằng ở dưới đây sẽ còn cái đầu cơ nè, đó rất là đã. Đó. Cái này gọi là gì? Bệ tỳ chân đúng không quý anh chị? Bệ tỳ chân ha. Rồi. Auto đèn nè. Cũng có cả những cái khe để mình để thẻ đồ này nọ đúng không? À, quý chị nào mà làm bên mẹ thì cho em xin một phần bình luận nha. Rồi. Vô lăng cũng khá là đẹp đây. Có cả ga tự động nè. Đó, đầy đủ hết. Ở đâu ga tự động đây? Sau đó anh chị ga tự động nằm bên đây. Đó. Rồi lẫy số cũng là lẫy số trên vô lăng luôn. Đó, đã mà. Có cả lẫy số trên vô lăng nè. Rồi cần số trên vô lăng nè. Đó, đã. Rồi bây giờ mình sẽ bước vào bên trong cho quý anh chị xem. Đây. Mình sẽ đề máy lên thử ha. Đó, khi mà mình vào thì nhìn cũng rất là đẹp quý anh chị. Thì theo như quan tìm tòi sơ sơ thì em này cũng có cả chế độ Dynamic ha. Dynamic là gì? Là chế độ lái. Có khoảng 5 chế độ lái nha quý anh chị. Rất là đã nha. Rồi bây giờ chỉnh ghế ra. Có đèn viền nội thất nè quý anh chị. Có đèn viền nội thất ha. Đây mình sẽ tắt cái đèn cho quý anh chị xem. Đó, có đèn viền nội thất nha. Đèn viền thì cũng ít thôi. Ngay chỗ để tay thôi. Hả? Rồi. Ok, quý chị cho quay xíu để quay mở cái máy lạnh đã, nóng quá. Rồi, ok. Rồi đây, chúng ta sẽ có cái vô lăng đây. Vô lăng da khá là đẹp, có ga tự động như lúc nãy nói với quý anh chị rồi ha. Xe này thì ô đô 22.000 cây thì không còn gì phải bàn cãi rồi. Đây quý anh chị, đây, đã nha, rất là đã luôn. Không còn gì phải bàn cãi rồi. Những cái nút chỉnh nè, đó, xịn sò hết. Đã. Và cái chỗ này còn rất là mới luôn nha. Cái phần bệ tì tay này nè. Đấy, không có chày xước gì hết. Cực kỳ mới luôn. Đó. Rồi, màn hình thì vẫn còn siêu luôn nè. Xịn chưa? Rồi ở đây chúng ta sẽ có Dynamic ha. Em sẽ bấm thử cho quý anh chị xem. Đây nó sẽ hiện trên đây. Chúng ta sẽ có 5 cái Eco nè, Comfort nè, Sport nè, Sport cộng nè, và Individual. Là cái này là mình tự chỉnh ha. Thì mình sẽ tự, đây mình bấm ở đây, mình sẽ tự mình chỉnh khi mà mình chuyển nè, đây, đó, mình bấm, nó sẽ tự nhảy, quy cái màn hình, in video, đây mình sẽ bấm thử cho quý anh chị xem thích ứng, ủa từ, hình như mình phải, đây, đó mình sẽ tự cài trong đây ha, dẫn động rồi hệ thống lái, rồi ESP rồi này nọ, là cái in video là mình sẽ tự set nha quý anh chị, rồi, ok. Ok quý anh chị, tiếp theo em Quang sẽ có Bluetooth, có Apple CarPlay thì em Quang không còn gì phải nói về cái màn hình này rồi. Sau đấy anh chị có Bluetooth rồi, để Quang test thử có Apple CarPlay Android Auto hay không. Đây, Bluetooth nha. Tại cái này 2020 thì mình cũng không rõ được là có hay không. À có luôn, có Apple CarPlay Android Auto nha. Màn hình còn siêu, nhìn đẹp quá, đã quá. Không còn gì phải bàn cãi rồi. Rồi tắt mở cảm biến nè. Này là mở cam. Mở cam đây. Ủa, cái này mở cảm biến hả? À không. Sorry anh chị. Cái này mới tắt mở cảm biến, còn cái này là mở để quét đi auto parking nha, auto parking. Thì tự động lùi chuồng đó. Rồi có cái này là tự động tắt máy 3 giây nè, tới đèn đỏ tự động tắt máy nè. Rồi đây, tăng giảm volume, nút tắt giảm màn hình, tắt mở màn hình. Rồi đây một cái phần cảm ứng đồ này nọ cũng rất ok nha quý anh chị, nó không còn gì phải bàn cãi rồi. Rất là đẹp, rất là xịn rồi. Một cái bệ tì tay, một cái bệ tì tay ngay đây cũng rất ok, đồ đạc rồi bên trong rồi. Xe này vừa mới về nên là cũng chưa có dọn dẹp gì hết nha quý anh chị. Rồi. Ở đây thì có một cái phần này không biết là có sạc pin không dây hay không, để em test thử coi. Rồi cái này nó chỉ là để đồ thôi, nó không phải là sạc pin không dây ha, chỉ là một cái chỗ để đồ nhỏ thôi. Nó cũng không có sạc pin không dây luôn. Rồi ghế bên phụ đây, ghế bên phụ rất là đẹp. Rồi ở đây chúng ta sẽ có nè, một cái hộc cớp nè. Rồi cái da trên tắp lô cũng được làm bằng da nè. Ở đây thì có một cái phần nhôm xước nè. Đó, đã quý anh chị, cửa gió xung quanh rất là đẹp. Rồi ở đây thì cho quý anh chị xem hết đúng không? Trên đây chúng ta sẽ có cái gương chống chói tự động ha. Bãi này C180 nên là sẽ không có cửa sổ trời. Một cái hộc để mắt kính. Rồi ok, về đơn giản là chỉ có như vậy thôi. Rất là đã luôn. Rồi chắc là bây giờ anh Quang sẽ ra khoang máy quay cho quý anh chị xem nha. Đây, mở khoang máy lên trước đã quý anh chị. Quang sẽ mở khoang máy cho quay cho quý khoang máy quý anh chị xem nha. Đây, rất là đẹp. Ô em này đèn đẹp quá quý anh chị. Đấy, tuy là C180 nhưng mà quý chị nhìn thấy vẫn có thanh trợ lực ha. Đó, không có cần phải xài cây chống. Máy 0.5 turbo nhìn rất là bề thế, to và bự, không thua kém gì máy 2.0 đâu. Và tuy là C180 thôi, tuy là bản tiêu chuẩn nhất ở trong dòng C-Class nhưng mà vẫn sẽ có những cái thanh hấp thụ lực nào quý anh chị. Rất là dày ha, rất là xịn, nhìn cái xương sậu của xe thì rất là an toàn luôn. Nói chung là không còn gì phải lo sợ quý anh chị cả. Rất là đã. Đó, đèn đây, đèn khá là đẹp. Đèn rất là đẹp luôn, không còn gì phải bàn cãi. Nó đã chưa? Quá đã. Rồi, đó, thì đây là một trong những em xe mà em Quang thấy là rất là được các chị em phụ nữ mình đi rất là nhiều ha. Em Quang về em xe này cũng về được mấy em rồi mà toàn là chị em phụ nữ qua mua thôi. Thì mấy anh nào mà anh chồng nào mà thương vợ nè, đấy, thương người yêu mình, mua tặng cho vợ mình một chiếc C180 mang danh là mẹt nè, đó cũng rất ok. Bảo dưỡng đồ này nọ thì bây giờ cũng không còn như ngày xưa đâu quý anh chị, bảo dưỡng giờ cũng rất ok, không đến nỗi là mắc đâu. Nói chung là cũng chung thôi. Đó, cao hơn Ford với lại Peugeot một chút xíu. Nói chung là cũng xem với lại những cái dòng, nói chung là bây giờ rất là rẻ, không mắc. Thiệt quý anh chị, bây giờ bảo dưỡng rất là ok. Mà bảo dưỡng quan trọng là mình bảo dưỡng cấp nào. Nếu mà cấp sơ thì không nói, cấp trung cũng không nói, nhưng mà quan trọng là cấp cao thôi, cấp cao. Nhưng mà thường thường những cái là cấp cao đó là toàn là tới 100.000 mình mới bảo dưỡng cấp lớn không mà quý anh chị. Đó, cái cấp lớn nhưng mà cấp cao quan nhầm, sorry quý anh chị. Đó, cấp lớn thì cái là thường thường 100.000 thì mình mới bảo dưỡng. Còn bây giờ bảo dưỡng rất là rẻ. Rồi, ok thì có một điểm nữa như ban đầu anh có nói với quý anh chị ha. Đây, quý anh chị cho Quang xin vài giây để Quang bấm. Đây, chỉ với khoảng 340 triệu thôi là quý anh chị đã có thể mang được em xe này về với gia đình của mình. Thì bằng cách nào em Quang hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị lên tới 70% trong 5 năm. Ở 340 triệu cộng với lại tiền ra tên là mang xe về được thoải mái ha. Em Quang hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị trong 70% trong 5 năm. Ưu đãi lãi suất năm đầu hiện tại đang giảm xuống có 9.10 thôi, 10.9 thôi. Ở 9 hoặc là 10.9. Thì quý anh chị nào mà đang có nhu cầu dùng tiền để đi sử dụng Tết hay là dùng tiền để làm những việc khác thì mà yêu thích em xe này quá thì cứ liên hệ em Quang sẽ hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị nha. Cam kết với em Quang một điều là không bị nợ xấu, còn lại 63 tỉnh thành em Quang sẽ lo hết cho quý anh chị luôn. Nên là quý anh chị cứ yên tâm nha. Thì em Quang xin nhắc lại, đây là Mercedes C180 sản xuất 2020, ô đô 26.000 cây và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá chỉ có 918 triệu thôi quý anh chị. Và chỉ với khoảng 340 triệu cộng với tiền ra tên là có thể mang được em xe này về với gia đình của mình ha. Thì Quang cũng đã giải thích với quý anh chị rồi đấy. Thì quý anh chị nào mà đang quan tâm em xe này thì hãy nhấc máy lên liên hệ ngay cho em Quang với số điện thoại là 0833088882. Hoặc là đây em Quang vẫn có về VinFast với một em Peugeot như lúc nãy có quay với quý anh chị ha. Ở liên hệ cho em Quang để nhận được thông tin về em xe này cũng như là chi tiết hơn về em xe này ha. Rồi thì nếu quý anh chị mà muốn đến thẳng showroom của Quang thì địa chỉ showroom em Quang là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cách khoảng 1 km bến xe miền Đông cũ đi lại thôi, nằm giữa lòng Sài Gòn, gần khu đô thị Vạn Phúc nha quý anh chị. Và quý anh chị còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay cho em Quang đúng không? Rồi thì em Quang cũng xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Nếu quý anh chị thấy video này hay cho em Quang xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của em Quang nha. Rồi em Quang xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ, gặp nhiều may mắn là trong việc thuận buồm xuôi gió nha. Và hẹn gặp lại quý chị video tiếp theo. Bye bye.